Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ chơi Plants vs Zombies bản thường nha các bạn. Ok, giờ mình sẽ vào game. Vẫn là Survival. Map mà hàng ngày mình vẫn chơi các bạn. Map ban ngày đây. Ok, mình sẽ chơi con 3 Peter 3 đầu này nha các bạn. VS với ALL Zombie à? Cái này ra. Đấy, xem con trước xem uy lực như nào các bạn. Cho to lên nào. Chơi một con trước xem nó khỏe không ạ. Con đầu tiên ở hàng trên nó gặp ngay cái tỏi thối luôn. Ây da, nhìn có vẻ chậm chạp quá nhỉ. Rụng tay luôn. Chết. Con thứ hai vẫn ở hàng đấy à? Tiêu diệt zombie. Đấy, lại có một con này ở giữa tiếp. Cái này nó bắn đạn 3 tia nên mình sẽ không lo. Rồi, ba con đều ở một hàng luôn. Tiêu diệt. Uầy, con đội mũ kìa. Con kia khỏe lắm các bạn. Tiêu diệt được không? Một viên rồi, hai viên, ba viên, bốn viên, năm viên, sáu viên, bảy viên mới mua cái mũ của nó, tám viên rồi, chín rồi, 11 rồi, 12, 13, ôi giờ mới rách cái mũ nó thôi, mới bao giờ mới chết đây, cho thêm hai con ra, hai con là trợ giúp. Ba con là trợ giúp đi. Đạn 4 luôn. 4 con ra. 5 con luôn. Sáu con này. Bảy con nhé các bạn. Tám này. Mười. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Mười bảy. Tám. Mười chín. 20 con luôn các bạn. Chơi 20 con cho một hàng luôn. Sẽ bắn uy lực vậy đấy. Đấy. Bốn. Năm. Ok, đợi mình chút các bạn ạ. Thêm 5 con nữa. Ok. Rồi mình sẽ cho tất cả zombie ra cho các bạn. Tất cả zombie của dao 1. Dao 2 luôn. Đồng quá nhờ. Xây thêm cây tỏi thối lên ra nữa. Ôi kim cương kìa. Đánh mấy con boss cùi cùi nữa có kim cương các bạn. Cho thêm dùm bia ra tiếp. Ui toàn con cầm một hàng kìa. Xem nào. Để tiêu diệt nó. Càng đông càng ít, mình vào đây mình sẽ tiêu diệt hết. Xây nên hóa ra phòng trừ con cầm marathon nó chạy vào.
ok, đâu quá đây, vào đây, xin tôi giết hết. Ui, có vẻ đông quá nhở, mình sẽ cho cái lửa này lên cho nó uy lực các bạn ạ. Đấy, ghê luôn các bạn ạ. Bạn lửa này nó nâng cấp lên. Không mà nó chịu được luôn, nóng quá mà. Tốc, tốc quốc. Tiêu diệt cần quét hết luôn bọn kia này. Ok, mình sẽ bật chế độ lên cho cây có ba lá sau nó quạt. Đấy, cho nó hấp dẫn các bạn. Nhìn này, cho nó toàn tí nữa, hương sắc các kiểu. Nhìn nó lung linh hơn các bạn. Đó, để đây, xong. Không được. Boss lâu dạ, đây rồi, con cầm cờ kia rồi. Đội quân của nó. Ui, đông quá nhở. Đông chết chúng tôi, 30 con Predator đây hả các bạn. Bắn cho. Tiêu diệt hết. Spencer kìa. Spencer kìa, phân hủy phân bóng ra nữa đã chết rồi. Tiêu diệt gọi là một cách nhanh gọn lẹ. Còn tiêu diệt sạch sẽ nữa chứ các bạn. Dồn bài rồi. Vào đây nào. Ok, giờ mình sẽ cho tất cả zombie ra tiếp này. Uầy, có cả gan tua nữa kìa. Hay là đứng ở sau đợi bot ra. Sao mình sẽ tiêu diệt hết. Bao nhiêu gan tua cũng được. Đấy, đèn sơ nhiều quá. Đấy rồi, và tua ba con kìa. Mua cây tỏi thối ra tiếp. Rồi đây của nó. Sợ đề phòng con kia nó đi. Đấy, gần tua các bạn. Ok, mình sẽ phải dùng thêm cái lửa nữa thôi. Độ lên thêm lửa, không là không tiêu diệt được đâu. Chết luôn con gan tua đầu tiên. Rơi quá nhiều xô luôn. Láo tuyết này. Ok, mình sẽ bật one hit lên. Test down, tuyết. Chết hết luôn. Dao chín ra luôn này. Cho luôn dao chín ra luôn này. Con này láo tuyết này. Dạ, tóc lốp lại kìa. Cho một quả bom. Chơi đi đâu, đây rồi. Đấy.
sẽ là one hit tiếp. Một phát one hit. Ui, thiếu xu rơi luôn. Là tiếng xu đã rồi mới nhặt cái bao tiền kia sau. Ok. Rồi ok, mình xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thấy hay, để lại một like, một subscribe kênh. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.